Xin chào tất cả quý khán giả. Thì video này tiếp tục những hình ảnh tại hợp tác xã hoa cây cảnh Thăng Long ở xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Thì đây là cái không gian ở phòng trưng bày, nói chung là cái phòng khu vực trang trọng nhất của hợp tác xã. Thường thì đa phần những cái tác phẩm nhập khẩu sẽ được đặt ở trong phòng này để trưng bày và cho khách tham quan. Như các bạn đang thấy đây, một cây đỗ quyên nhập khẩu Nhật Bản. Cây đang rất là nhiều hoa nhé. Cây này trước Tết thì mình đã có quay một video cho quý vị các bạn rồi. Hồi đấy thì nó mới đang có nụ thôi. Nhưng mà trong đúng dịp Tết thì cây nở hoa và hiện tại thì vẫn đang chơi tốt cho đến bây giờ này. Nó đang có nhiều đợt hoa rồi đấy. Hiện tại vẫn còn những cái nụ mà chưa bung hoa hết đâu. Phải nói là đỗ quyên Nhật Bản thì rất là đẳng cấp rồi. Hoa nó đổi màu nha quý vị nhé, từ trắng sang hồng, trắng sang phớt hồng, mà nó dày rất là nhiều hoa, nhiều nụ vẫn chưa bung. Cây rất già bệ, các bạn có thể thấy này. Dáng già đẹp, cồn ngọn. Và như thế có thể thấy là cái dòng đỗ quyên Nhật Bản nó cũng rất phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Nếu mà chúng ta biết một số những cái cách chăm sóc. Hôm nay đồng hành với quý vị và các bạn là anh Trần Hiệp của hợp tác xã hoa cây cảnh Thăng Long. Và anh giới thiệu một chút về cái cây này. Kênh của Bonsai Việt Nam này về với hợp tác xã hoa cây cảnh để giới thiệu một số sản phẩm đến anh em. Đây là một tác phẩm hoa đỗ quyên, thì chắc là vừa rồi anh cũng giới thiệu rồi đúng không? Vâng. Sẽ cho anh em thông tin số đo. Vâng. Cây này Trần Hiệp đo chỗ này là 52 cm này, đo cho Trần Hiệp chỉ tay này. Vâng. Đấy, Trần Hiệp chỉ tay là 52 cm, điểm cao là 45 cm, tán rộng là 58 cm. Em thấy nó còn nhiều nụ lắm. Nhiều lắm, cây này hoa tận 3 tháng kìa anh em. 3 tháng. Thì các thông số thì anh cũng báo rồi, hiện tại cái này mình báo giá bao nhiêu anh? Cái này báo với anh em là bằng 30 triệu. Tất cả sản phẩm hợp tác xã chúng tôi đều bao ship cho anh em nhé. 30 triệu cây đỗ quyên Nhật Bản, bao ship. Cái này nó có tuổi đời trên 70 năm rồi. Vâng, hợp tác xã tiếp tục báo giá cho quý vị và các bạn một số những cái cây bonsai. Đây là chỗ này là có một cặp đôi ruồi anh em nhé. Một đôi ruồi. Mình sẽ báo mã số cho anh em từng cây. Đây là cây này thì có cái hoành là 33 đo cái củ này. Chiều cao là 27, tàn là 40. Cây ruồi này hợp tác xã đang báo giá là 800k một cây. Hiện tại đây có một đôi nhé quý vị nhé. Đây là cây bên cạnh. Cây bên này hoành cũng là 33 anh em này. Hoành 33, cao 22 cm, 800k, bao ship. Các bạn có thể nhìn thấy kia củ của nó này. Đấy. Vâng, tiếp theo là một cây me. Cây me đẹp lắm. Cây me có cái đường thân vặn xoắn này. Có nắp đẹp. Nhìn ghê chưa? Anh báo cho em một số thông số đi. Cây me thì mình đo chỗ này chỉ tay anh em nhé, là hoành là 33 cm. Chiều cao lên đây là 36 cm. Tàn rộng của mình là từ bên này sang bên này là được 70 cm. Cây me báo giá bao nhiêu anh nhỉ? Cái giá me báo giá với anh em là 6,5 triệu. Cây me 6,5 triệu, cả chậu bao ship. Thì nó có nhiều tác phẩm nha quý vị nhé. Quý vị có thể là chụp ảnh màn hình từng tác phẩm để lên gửi qua Zalo cho anh Hiệp này. Vì hiện tại tác phẩm không đánh số đâu. Tiếp theo là một cây lộc vừng. Đây là cây lộc vừng nhé. Vâng. Đây là một cây lộc vừng nghệ thuật này anh em này. Mình sẽ đo cho anh em số đo nhé.
Đây mình sẽ đo hoành gốc này anh em này. Hoành gốc là được 64 này. 64 này. Chiều cao là được 40 này. Tàn độ được 45 này. Giá tác phẩm này báo với anh em là 3,5 triệu. Đúng không? 3,5 triệu cây lộc vừng. Theo là một cây dưới nữa anh. Đây là cây dưới này. Cây dưới này thì có cái hoành chỗ này này. Là 36 cm này. Cây dưới đẹp quá này. Chiều cao này đến đây là 40 này, từ cái mặt chậu này anh em nhé. Tán rộng ở sang bên này được 40. Cái này báo giá bao nhiêu nhỉ? Giá báo với anh em là 2,5 triệu. 2,5 triệu cây dưới. Tiếp đây là cây dưới tiếp theo anh em nhé. Cây dưới này tôi thấy anh em đánh mã số 3 đây này, chắc là mã số 1 anh em lấy rồi này. Mã số 3 này. Có cái hoành đo cho củ thân này này. Là 34 cm này. Chiều cao lên đây là 30 này. Tàn bay là 46 này. Cái này báo bao nhiêu anh nhỉ? Giá báo anh em là 700k. Cây dưới 700k nhé, nhìn nhé. Tiếp một cây dưới tiếp theo anh em nhé. Cây dưới này là đo cái hoành củ chỗ này. Cây dưới đẹp quá, cây dưới đang trực này. Trực nát. Hoành chỗ này là 45 này. Chiều cao từ dưới mặt chậu này lên đến đỉnh này, này. Là cao 65. Tàn rộng là 50. Và cái này báo bao nhiêu anh? Giao lưu với anh em tác phẩm này là bằng 4 triệu. Cây dưới 4 triệu. Đấy, trưởng lăng. Đây cũng là một gốc lộc vừng nha quý vị nhé. Cây này kích thước như nào anh? Cây lộc vừng này có cái hoành đo cho củ này 30 cm này. Nè. Chiều cao được 30 này. Tàn rộng được 40 này. Giá báo với anh em là 800k. Tiếp theo một tác phẩm này lộc vừng tiếp theo anh em nhé. Cái hoành củ đo cả củ này chú này. Đấy anh đo củ đây nhá. Là được 44 cm. Chiều cao là 30. Tàn là 30. Cái này báo bao nhiêu anh? Cái này giao lưu với anh em là bằng 2 triệu. 2 triệu cái lộc vừng. Đây một cây ổi. Cái một cái ổi ta anh em. Đây ổi ta này. Anh cho em số đo cái cây này. Đo cái hoành chỗ tay Trần Hiệp này, chỗ này này là 36 này. Chiều cao là 55 này. Tàn bay thì rộng là 60 này. Một cây ổi khá là đẹp này. Đây, cái đường thân nó thôi này. Cây này báo bao nhiêu anh nhỉ? Cây này giao lưu với anh em là bằng 6 triệu. 6 triệu cây ổi. Tất cả các sản phẩm của hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Đắk Nông anh em liên hệ với Trần Hiệp là chúng tôi đều bao ship cho bà con nhé. Chọn gói luôn. Vâng. Anh em chốt cây nào anh em có thể chuyển khoản đặt cọc cho Trần Hiệp hoặc là chúng ta có thể thanh toán trực tiếp qua bưu điện hoặc Viettel hoặc các xe vận chuyển đến tại nhà cho anh em. Vâng. Một cây xi. Đây là một cây xi ký đá. Cây này thì có cái chiều cao mình đo, bởi vì cây này mình đo chiều cao thôi anh em nhé. Chiều cao là 55. Tán đổ là được 60. Cây báo giá bao nhiêu anh nhỉ? Cây này giao lưu với anh em là 1 triệu rưỡi. Cây báo giá 1 triệu rưỡi. Cây xi. Tiếp tục là một cặp dưới. Cặp dưới thì để mình xem số, anh em đánh bên này là số 10 này. Chú này, mã số 10 này. Bên này là mã số 5 này. Đó. Đây là một cặp này. Thì mình sẽ đo đại diện một cây chú nhé. Hoành là 33. Chiều cao là 25. Tàn rộng là 40. Giá báo cây này là 900k. 900k cây dưới. Cây bên này cũng 900k anh em nhé. Một cặp là 1,8 triệu. Một cặp dưới là 1,8 triệu.
Tiếp tục là một cây me này. Một cây me thì có cái hoành mình đo chỗ này cho anh em này, hoành đo này. Hoành đo chỗ này được 38 cm. Chiều cao là 50. Tàn rộng là 70. Cây me báo bao nhiêu anh nhỉ? Cây me giao lưu với anh em là bằng 6,5 triệu. 6,5 triệu cây me. Tục cây ruồi. Tiếp tục cặp ở đây rưỡi. Có một cặp ruồi nữa anh em nhé. Anh em đấy cây nào thì anh em gửi chụp ảnh gửi cho mình. Hoành đo cho củ thân này là 40 cm này chú này. Đây à. Hoành anh em đo 40 này. Chiều cao là 24 này. Tàn rộng là 40. Giá báo anh em là 800k. Cây bên này mình đo cho anh em cái hoành. Hoành chỗ củ to, hoành chỗ này được 38 này. Chiều cao được 25 này. Tàn rộng được 40 này. Giá cây này cũng báo anh em là 800k này. Một cặp dưới. Mỗi cây 800. Ở đây có một cặp ổi như cái gì. Đây là một cái ổi này được trồng chỗ Đồng Nai đẹp à? Cây ổi này thì đo cái hoành cho này được 37 cm này. 37 cm, chiều cao từ đỉnh xuống dưới mặt chậu là 40. Tàn bay là được 50. Cây ổi rất là co lắc này. Cây này báo bao nhiêu anh nhỉ? Cây báo là 4,5 triệu. 4,5 triệu. Tiền đây thì cũng giao lưu với lại quý vị một số những cái tác phẩm gốm. Đồ gốm anh em nhé. Đây là đồ gốm xưa. Gốm xưa. Đây là một cái đỉnh cổ. Đỉnh anh em nói đây là đỉnh Lý Chiết. Chiều cao của bộ đỉnh này là được 54 cm này. Rộng là được 80 này. Cái đỉnh này báo anh em là 10 triệu. Đánh nguyên cái đỉnh hay là còn hai cái? Nguyên đỉnh là 10 triệu. Nguyên bộ đỉnh 10 triệu. Đồ cổ đây nha. Còn ngành lít tít này. Đo cho anh em. Này. Đây, đặt ống kính cho anh ngắm kỹ. Này. Bên trên là đôi đèn này là 3 triệu. Đèn này. Đèn gốm để trang trí sân vườn này. Triệu rưỡi một chiếc, một đôi là 3 triệu. Thế này một chiếc này. Đo cho anh em mình chiều cao nhé. Anh em rất là chiều cao được 34. Hoành đo chung quanh là được 68. 3 triệu đôi đèn. 3 triệu đôi đèn gốm. Ở đây có thêm một cây tùng La Hán. Cái tùng này thì có cái số đo là hoành gừng chỗ này này là được 50 cm này. Chiều cao là 78 này, từ dưới đây đến mặt chậu này. Này. Tàn bay là được 90. Tàn bay 90. Tàn bay là 90 này. Để trồng trong chậu Đồng Nai, cây này nặng lắm, cây này phải 2-3 anh em cây. Này. Đó. Chậu to, chậu Đồng Nai. Một số tay nó làm lũa rồi. Cây tùng báo giá bao nhiêu? Cây này giao lưu với anh em 10 triệu. 10 triệu cây tùng. Đấy, đào thất thốn anh. Vâng. Đây là một cái đào thất thốn Sapa anh em nhé. Đào thất thốn Sapa. Hoành là 20 này. Hoành gốc này. Cao là được 78. Giá báo với anh em là 1,5 triệu. 1,5 triệu cây đào thất thốn. Hiện tại hoa này không biết chơi đến khi nào mới hết đây.
Video này thì tạm thời kết thúc ở đây. Hẹn quý vị và các bạn ở cái video tiếp theo, mình tiếp tục báo giá các tác phẩm ở hợp tác xã cây cảnh Thăng Long.